Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Sau vụ lùm xùm giữa VTV và Đồ Messi thì mới đây VTV lại tiếp tục sờ cấy đến các rapper underground, mà cụ thể ở đây là đệ tử ruột của rapper LK, rapper Bình Gôn, chủ sở hữu của hàng loạt các bản hit bóc vét họ Em Muốn Lái Chị. Thông tin cụ thể như thế nào, mời các bạn cùng theo dõi. Em muốn lái chị, em muốn lái chị, em muốn lái chị, em muốn lái chị. Bóc bắt họ đây, bóc bắt họ. Tối ngày 21 tháng 9, rapper Bình Gôn bị VTV điểm mặt chỉ tên vì vi phạm thuần phong mỹ tục. Phóng sự này đã lấy một số hình ảnh từ MV bóc vét họ của Bình Gôn, khiến khán giả có một cách nhìn không đẹp về giới underground. Rất nhanh chóng, Bình Gôn đã có những phản hồi đầu tiên. Anh viết một bức tâm thư dài trên Facebook cá nhân của mình để chia sẻ những suy nghĩ, mong muốn của mình về hướng hoạt động trong tương lai. Anh chia sẻ: "Thực sự là mình chỉ muốn làm nghệ thuật, ước mơ làm được rap Việt như rap Mỹ, và mình đã cố gắng làm điều đó. Không biết là nó đến đâu rồi, nhưng bây giờ chắc mình sẽ phải suy nghĩ lại mục tiêu này. Anh cần gửi lời xin lỗi đến các khán giả của mình về những thứ không tích cực mà mình mang lại. Có lẽ tôi đã sai, chỉ biết thỏa mãn đam mê của bản thân mà quên đi những điều khác." Anh chia sẻ. Dưới phần bình luận, một số đồng nghiệp và fan của Bình Gôn để lại rất nhiều bình luận động viên, đồng thời đưa ra một số lời khuyên cho anh. "Thực sự tôi cũng thích phong cách rap của các rapper nước ngoài, đặc biệt là Mỹ. Nó có sự phóng khoáng, nơi đó mình có thể thỏa sức vùng vẫy và sáng tạo. Phải nói ở Việt Nam, hiếm lắm mới có một rapper làm điều này. Sao lại lên án, lại nói lệch chuẩn? Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số ý kiến trái chiều khác. Nghệ thuật chỗ nào toàn nít về cái cú là nghệ thuật à? Nhạc của anh cũng không khác gì mấy bọn mumble rap bên Mỹ đâu. Suy nghĩ thay đổi là đúng, chất ngầu như anh không hề là nghệ thuật." Ý kiến của các bạn như thế nào về lần cả khỉ này của VTV? Liệu việc đem chuẩn mực của nghệ thuật chính thống áp đặt lên những tác phẩm đường phố có đúng hay không? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho chúng mình nhé! Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ VinNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!